Rồi, chào các anh chị, giờ là cái khu nuôi của OBS là đang hàng bạc cho những cái ao còn lại ha. Thì đây là cái cách hàng bạc của nhân viên người ta hàng ha. Đây là cái máy hàng của Thụy Sĩ trên 200 triệu cái. Và cái hàng buổi ban ngày thì nhiệt độ nó lên cao thì nó rất là dễ dính bạc. Đấy, cái đường hàng rất hay. Người ta phải hàng cái hai tấm ngang trước ha, hai tấm ngang dưới đáy trước, hàng cái đáy trước xong rồi cắt theo hình tròn của cái ao nuôi đó, xong rồi bắt đầu hàng cái đường dừng, hàng cái đường dừng, tất cả đường dừng phủ xuống, các chị phải phủ xuống ha, phủ xuống ít nhất là phủ xuống đây là mấy tấc ta, này chắc 6-7 tấc quá, chắc 7 tấc, cỡ 7 tấc. Hồ này làm buổi không? Buổi hả? Buổi sáng này là nó quất hết hồ này đó. Mỗi hồ là một buổi ha. Rồi, hồ ngoài kia đã xong rồi. Bây giờ là chiều nay là làm tiếp hồ này. Đây, xếp hứa của thức ăn dưa 2. À, sắp tới là OBS sẽ phân phối thức ăn dưa 2 này. À, đây ông chủ á. Đấy, đây Mr. Việt, ha, phụ trách của dưa 2 Việt Nam. Đấy. Ở giữa các anh chị thấy là có một cái rốn siêu phong kèm thêm một cái lỗ ở giữa. Thì lỗ đó là chúng tôi làm cái trụ. Thứ nhất là cầu nhá xa ra đó. Thứ hai cái trụ này sẽ là gần cái hệ thống dàn lưới để mà che mưa ha. Chúng tôi sẽ làm cái dù che mưa. Cho nên là mùa mưa chúng ta cứ nuôi bình thường, hết mưa thì là kéo dù về. Đấy. Đấy. Làm rất là kỹ các anh chị ha, rất là kỹ. Đây là khung chúng tôi thuê thợ về để làm ha, tại hàng tại farm. Còn cái khung bên trái đây là khung của công ty OBS thiết kế và thi công ha, tại farm. Ha, đang lắp ráp. Mới ráp chừng vài tiếng hồ thôi đã được vậy rồi, ráp lần nhanh làm sẵn rồi các anh chị nha. Đừng để 3 mét 3 mét, trụ cao 1 mét 2, trụ mạ kẽm hết rồi các anh chị ha. Đó, trụ mạ kẽm rất là dễ lắp ráp anh chị ha. Đó, rất đơn giản. Rồi, tiếp tục làm 6 hồ bên này nữa các anh chị nha. Làm thêm 6 hồ bên này nữa. Đó, 6 hồ bên này nữa. Đây là khu vực này 6 hồ. À, nó lên khung hết rồi đấy. 6 hồ. Tiếp tục 6 hồ bên này và lần chúng tôi 6 hồ lúc dưới kia luôn. Và dãy bên này chúng tôi tiếp tục làm một dãy bên này nữa. À, dãy bên này nữa. Ở đây là đường khu là cái đường là đường nước thải các anh chị ha. Đó. Đó. Bên kia là khu ao lắng, nguyên dãy bên kia là khu ao lắng và đường nước vào. Rất tuyệt vời các anh chị ha. Đấy, chúng tôi sẽ tích cực làm càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt để thả nuôi. Và ở đây dự kiến chúng tôi sẽ thả rất nhiều loại giống khác nhau các anh chị nha. Để mục tiêu là gì, chúng tôi sẽ thử nghiệm và nuôi, tại vì chúng tôi đã làm rất là nhiều nơi và kết quả là như nhau. Kết quả là như nhau, trong vòng 100 ngày đổ lại là sẽ về 28 con 29 con. Và các anh chị ở khu vực này sẽ là khu vực đào tạo cho tất cả các farm nuôi. Anh chị em nào muốn tới đây đi học, chúng tôi sẽ đào tạo trực tiếp tại farm nuôi luôn ha, trực tiếp tại farm nuôi. Ở đây cũng có một vị khách đến từ Thanh Hóa ha, anh đang đi ngoài kia kìa, đang xem để về làm khu nuôi của họ đấy. Coi đường không em, có hiểu không? Ok coi đi, thoải mái. Buổi trưa rất là nóng anh chị, rất là nóng. À,
ăn xong thì giăng bạc lại. Rất tuyệt vời. Ok. Quá tuyệt ha. Anh em làm rất là tốt. Rồi, chúng ta đi qua cả Hoàng Thiện ha. Mong trời sẽ nắng thúc như thế này để chúng tôi làm nhanh chóng hoàn thiện cái khu nuôi này để thả sớm. Hôm nay bao nhiêu mét vuông? 500 mét cậu. Ủa, thấy nhỏ vậy? 500 mét. 500 mét vuông và nó hơn 500 khối nước một chút. Tại vì trong giữa là nó sâu hơn ở ngoài khoảng 3 thất. Ok đó. Đây, đây là nhân viên của tôi, Nhật, đang quản lý khu nuôi của OBS tại Tiền Giang. Sắp tới sẽ học tất cả những cái kỹ thuật nuôi tại farm cũng như là thuốc, sản phẩm của OBS, và sẽ cùng tôi chinh chiến khắp thị trường Việt Nam. Mong rằng các anh chị sẽ được học hỏi thêm được rất là nhiều điều. Okay.